Hi, chào các bạn. Hôm nay mình nói về điềm chim bao nhìn thấy con dê. Chim bao thấy dê sờm hay có người dẫn đến cho mình một con dê sờm, tức là con dê lớn, thường là dê đực đó, thì là điềm sắp được hưởng gia tài to. Thấy dê cái chạy vào mình là hạnh phúc đang ve vãn quanh mình. Thấy mua dê cái là được cổ hoạch tài. Thấy làm thịt dê cái hoặc đốt một con dê cái là có chuyện khiến ta phải khóc đến nơi thấy dê cái màu trắng là gặp được cuộc tình duyên thấm thiết thấy dê cái màu đen là ta đang có một cuộc tình duyên thầm lén thấy con dê cái đi lang thang một mình là tình duyên sắp gãy đổ thấy dê con là có chuyện vui mừng sắp đến thấy rờ rẫm một con dê con là ta đang có chuyện mà hy vọng vào đó là hy vọng hảo huyền khó thành đạt. Thấy dẫn dê con đi ăn là có việc muộn phiền. Thấy dê con nằm ngủ là chấm dứt được nỗi buồn không đâu. Thấy vác dê con trên vai là có chuyện hài lòng. Không phải giấc mơ nào nhìn thấy dê thì đều có kết quả như trên. Có những giấc mơ là vô phơ. Nhưng có những giấc mơ sau khi tỉnh dậy ta cứ không phân biệt được là thật hay mơ hoặc ta cứ luôn lưu luyến, luôn nghĩ về nó hoặc thấy những hình ảnh trong rất giấc mơ đó rất là rõ thì thường đó là một điềm báo. Các bạn thường mơ thấy gì? Dạo này các bạn mơ thấy gì? Hãy để lại bình luận nhé và hãy đăng ký theo dõi. Ít tử TV để mỗi ngày mình sẽ cập nhật một điều mới lạ và thú vị chào tạm biệt các bạn